ngày hôm nay đó thì tôi kênh Showbiz Vui Vẻ, tôi nghe lời đồn từ xa là ở công viên Gia Định, bây giờ là ở công viên Gia Định quận Gò Vấp, có một cô gái bắn mic hát dân ca rất là hay, và bây giờ thì tôi đã tìm được cô gái này đang đứng. Bây giờ chúng ta hãy đến trò chuyện và mời cô ta có thể là hát một bài tặng cho tất cả mọi người nha. Đây, xe buýt của cô ta đây. Chào em. Chào anh. Rất xinh đẹp, rất xinh đẹp. Dạ. Anh là bên kênh Showbiz Vui Vẻ và dạ, về âm nhạc đường phố đó. Dạ. Nghe nói là em gái tên Hoài Thu hát rất là hay. Vâng. Mà đặc biệt là bà chủ của xe buýt nữa. Dạ. Thì ngày hôm nay thì anh ở phương xa tới, anh muốn chiêm ngưỡng được cái giọng hát của em. Không biết là em có sẵn sàng hát để gửi tặng đến cho anh cũng như là kênh Showbiz Vui Vẻ của anh một bài hát được không? Em sẵn sàng, nhưng anh có mua mic cho em không? Chắc chắn là phải ủng hộ rồi, tại vì nghe nói là mic rất là ngon, và ngoài ra cái giọng hát của em ngọt ngào hơn mic nữa. Đặc biệt thì anh thấy đây có một cái chiếc loa nữa nè. Chiếc loa này là chắc em để sẵn để khi mà khách mời là hát tặng cho khách hay sao? Tại vì khách cũng đến mua mic là cũng hay yêu cầu em hát ấy, nên là em luôn để sẵn sàng để khách yêu cầu là em hát tặng khách luôn. Vậy hả? Dạ. Rồi bây giờ có thể là em gửi tặng cho kênh của anh và khán giả của anh một bài hát được không? Dạ được ạ. Rồi. Em hát cho anh để mua mic cho em nha. Ok, ok. Vậy em sẽ hát tặng anh bài Về Quê Ngoại nha. Ok, hay.
mất từ lâu. Anh vui nhiều không khi mặt trời lên trên khóm tre, con chim xinh xinh nó chuyển cánh mẹ xuống đâu sau hè muống giọt nắng hồng. Một lời em vui sống lại như máu về tim, quê hương đời đời câu hát ngọt lời em vui sống lại như máu về tim. Hay quá, hay quá, đúng là lời đồn không sai. Anh phải ủng hộ thôi, nhưng mà anh nghe chưa có đã lắm nữa, anh muốn nghe thêm một bài nữa. Bây giờ anh muốn nghe bài gì đâu? Có người đồn là em hát cái bài Lá Chiêu Bông hay lắm. Dạ. Mà không biết là có đúng theo cái lời bài hát mà em chưa có chồng hay không? Em vẫn chưa có chồng. Vẫn chưa có chồng hả? Dạ. Bởi vậy hát cái bài đó rất là tâm trạng. Bây giờ có thể em hát tặng cho khán giả của kênh Showbiz Vui Vẻ của anh thêm một bài hát Lá Chiêu Bông được không? Nếu mà em hát một bài thì anh mua cho em 2 cân mít. Còn em hát 2 bài anh phải mua cho em 4 cân mít. Anh sẽ mua cho em 10 cân mít luôn. Rồi. Rồi. Em sẽ hát cho bài thứ hai là bài Lá Chiêu Bông nha. Rồi.